Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023, Chùa Đại Phước Việt Nam tại Yangon, Myanmar trang trọng tổ chức Đại lễ Dân Y Kathina lần thứ 8 và Đại lễ Cúng Dường Pháp Bảo Tăng Bảo đến 14 ngày thông thuộc thấu suốt tam tạng kinh điển của Đức Phật. Chứng minh buổi lễ có ngày tam tạng 16, ngày tam tạng 7, ngày tam tạng 8, ngày tam tạng 11, ngày tam tạng 13, ngày tam tạng 15 cùng trước ngày tam tạng khác Ngài tăng trưởng quận New Dragon, Ngài nguyên tăng trưởng quận New Dragon, Đại Đức Tiến sĩ Thích Thiện Đức, Đại Đức Thích Thiện Ngọc, Ủy viên Phân ban Hoàng Pháp Hải ngoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Đại Phước, trưởng ban tổ chức cùng Chư Tôn Đức Tăng Tu Nữ, đại diện các chùa và Phật tử các nơi đồng vị tham dự. Buổi lễ chân y Katina tại chùa Đại Phước được phát sanh lên do sự phát tâm tịnh tính của nhóm thí chủ Hương Đăng. Trong buổi lễ, Ngài Tam Tạng Sáu truyền tam quy ngũ giới, cũng như hướng dẫn chư thí chủ và thiền nam tín nữ Phật tử tác bạch dân y Katrina và hồi hướng phước báo. Sự kiện dân y năm nay có 3 đoàn với hơn 60 thành viên Phật tử Việt Nam tham dự, trong đó nhóm thí chủ Hương Đăng Dân Cúng Y Katrina đến chư tăng chùa Ngài Tam Tạng Bảy và chùa Đại Phước. Công ty TBS Group cúng dường y đến chư tăng, ở năm ngôi chùa khác tại Jangon, các nhóm thí chủ khác thiết lễ dân y đến chư tăng chùa Ngài Tam Tạng 12, thiền viện Maha Gangayon và chùa Ngài Maha Bodhi. Tiếp theo, thời lễ thí chủ tập thể cán bộ công nhân viên công ty TBS Group thiết lễ cúng dường đến 14 ngày Tam Tạng. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh ngày Tam Tạng 7, Tibitaka Hara, Tibitaka Kovida, Sajada, Sikla Khanha, Bivasa, ban thời pháp thoại ngắn đến đạo tràng và đại đức tiến sĩ thích thiện đức chuyển ngữ trước tiên ngài tam tạng bảy có lời chúc quý phật tử nhất là gia đình thí chủ cúng dường buổi lễ dân y katina đến chư tăng an cư nhập hạ trong suốt 3 tháng mùa mưa tại chùa đại phước luôn được sức khỏe an vui những tài sản nào có được không bị mất mát hủy hoại thành tựu những ý nguyện chân chánh của mình đặc biệt làm chuyên lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ nếp bàn đoạn tuyệt mọi phiền não, tham ái, giải thoát mọi cảnh khổ, cảnh tử sinh luân hồi. Tiếp đến, Ngài nhắc lại ý nghĩa của dân y Katina, để ai đã nghe rồi phát tâm hoan hỷ, những ai chưa nghe có thêm sự hiểu biết và hoan hỷ với phước thiện đã làm. Ngài nói thêm, năm nay có nhiều nhóm Phật tử Việt Nam sang Myanmar để cúng dường dân y Katina đến chư tăng tại nhiều chùa ở Myanmar. Tuy nhiên, hôm nay các Phật tử Việt Nam đã đến đây dân cúng y Katina tại chùa Đại Phước. Đây là một sự khác biệt bởi vì đây là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên và cũng là biểu tượng hình ảnh của Việt Nam tại Myanmar và mọi người đến đây để cúng dường dân y Katina, để hùng phước xây dựng vân vân Là một sự làm phước vô cùng ý nghĩa vì đó là mối liên hệ kháng khích giữa Phật tử Việt Nam với Phật giáo Myanmar, đặc biệt là Phật tử Việt Nam với ngôi chùa Việt Nam tại Myanmar. Vì vậy, sự cúng dường này thật sự khác biệt với những sự cúng dường khác và mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Lời kết Ngài Tam tạng bảy đại diện chư tăng luôn cầu chúc và cầu nguyện cho tất cả các gia đình thí chủ với phước thiện mà quý vị đã làm sẽ là chuyên lành hỗ trợ cho tất cả được an vui hạnh phúc, đạt những kết quả những quả báo bền vững. Đây cũng là sự thực hành thiện pháp, lời là khuyên lệnh hỗ trợ tất cả Phật tử hướng đến mục đích cuối cùng, đó là sự chứng ngộ niết bàn, đạt đến sự an lạc tối thượng, tịnh tịnh giải thoát khỏi mọi cánh khổ luân hồi trong tam giới. Thay mặt nhóm thiết chủ Hương Đăng, Phật tử Trương Bích Ngọc tác bạch và tri ân đến Chư Tăng và ban tổ chức, nguyện phần phước thanh cao này mang lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh, dịch bệnh thiên tai, mang lại sự bình yên hạnh phúc và lâu theo đúng chánh pháp. Buổi lễ được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.